chúng ta sẽ quan tâm đến một cái bài toán mà ở đó chúng ta có thể ứng dụng hai cái công thức cơ bản của lý thuyết xác suất, đó là công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes. Thông qua cái việc giải quyết cái bài toán chiết bình của Boolean ha, thì chúng ta có thể thấy được một cái ứng dụng của hai công thức này ha. Cái nhìn đầu tiên cho thấy ta thấy cái bình này nó rất là kỳ ảo ha. Cái bình này có thể chứa vô hạn quả bóng ha. Đầu tiên cái bình của chúng ta chứa B quả bóng màu xanh. Và R quả bóng đỏ. Trong các cái tính toán của chúng ta sẽ quản lý được, nếu quản lý được cái kết quả của cái lần lấy bóng thứ nhất thì chúng ta có thể tính toán được ha. Thực ra đó chính là cái quá trình chúng ta xác định cái hệ biến cố đầy đủ ha. Chúng ta lần một ha. Chúng ta lấy một cái quả bóng ra thì có hai khả năng, quả bóng lấy ra là màu xanh hoặc là màu đỏ. Khi lấy quả bóng màu xanh ra thì cái bình của chúng ta sẽ sau khi thực hiện xong bình nó sẽ chứa tất cả là B cộng D quả bóng xanh, R quả bóng đỏ. Chúng ta lưu ý rằng là khi chúng ta chọn ngẫu nhiên một cái quả bóng ra thì cái màu của cái quả bóng được chọn nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết cấu, tạm gọi là cái số lượng quả bóng đỏ và số lượng quả bóng xanh trong cái bình sau khi thực hiện ha. Thì chúng ta sẽ lấy một ngẫu nhiên quả bóng trong bình và sau đó chúng ta hoàn lại cái quả bóng nó vào trong bình. Ngoài ra chúng ta còn bỏ thêm D quả bóng cùng màu với cái bóng mới chọn vào trong bình ha. Thì nếu ta chọn ra được cái lần đầu tiên lấy được một quả bóng màu xanh thì sau khi thực hiện xong thì quả bóng trong bình có tất cả là B cộng D cộng R quả bóng, trong đó có B cộng R quả bóng xanh và R quả bóng đỏ. Ngược lại, khi chọn cái lần đầu tiên quả bóng là bóng đỏ thì lúc đó bình của chúng ta có B quả bóng xanh. Lúc này số lượng quả bóng đỏ chính là R cộng D. Rồi. Từ những cái thông tin này, chúng ta có thể tính được hai cái xác suất trên ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi các cái biến cố để chúng ta biểu diễn các xác suất cần tìm thông qua cái biến cố đó. Sau đó ta dùng hai công thức này để tìm các xác suất. Chúng ta gọi X1, D1 lần lượt là biến cố. Chọn được quả bóng số bóng xanh đỏ ở lần thứ nhất. Cái số 1 này nó thể hiện cho cái kết quả của cái biến cố thực hiện, nói chung là phép cho cái việc chọn quả bóng thứ nhất ha, ở lần đầu tiên á. Trong cái phần tính toán bên dưới này chúng ta cần đến cái kết quả, thật ra chúng ta quan tâm đến cái biến cố là cái quả bóng thứ hai được chọn ở lần thứ hai là quả bóng xanh ha. Ta sẽ cũng sẽ gọi hai là biến cố. Chọn được quả bóng xanh ở lần thứ hai. Rồi. Như vậy cái xác suất đầu tiên chính là xác suất x2 ha, x2 xảy ra. Xác suất quả bóng thứ hai là màu xanh, quả B.
À, chúng ta lưu ý rằng X1, D1 tạo thành cái hệ biến cố đầy đủ ha. Chúng ta sử dụng công thức xác suất toàn phần. X1, D1 là hệ biến cố đầy đủ. Chúng ta áp dụng công thức xác suất toàn phần ha. Chúng ta có được cái xác suất này bằng xác suất x1 nhân cho xác suất x2 với điều kiện x1 cộng xác suất d1 nhân cho xác suất x2 với điều kiện d1. Xác suất x1 xảy ra thì chúng ta quan sát cái số lượng quả bóng xanh đỏ nè. Xác suất x1 tức là xác suất x1 xảy ra tức là xác suất chọn được một cái quả bóng màu xanh ở lần thứ nhất. Nhớ trong bình của chúng ta có B quả bóng màu xanh, R quả bóng đỏ. Cho nên cái xác suất này chính là B trên cho R cộng B cộng R đi. Cái xác suất này chúng ta để xử lý sao? Xác suất chọn được cái biến cố cái bóng màu đỏ ở lần thứ nhất chính là R trên B cộng R. Chúng ta tìm cái xác suất x2 xảy ra khi biết x1 xảy ra. Tức là xác suất để cái quả bóng thứ hai nó là màu xanh khi biết quả bóng thứ nhất là màu xanh. Rồi, như vậy là chúng ta xem xét như là cái quả bóng thứ nhất. Khi quả bóng thứ nhất là màu xanh thì lúc đó cái bình của chúng ta lúc này có B cộng D cộng R quả bóng. Trong đó B cộng D quả bóng màu xanh, R quả bóng màu đỏ. Cho đó xác suất để một cái quả bóng thứ hai là màu xanh khi biết quả bóng thứ nhất màu xanh. Thì chúng ta dùng cái thông tin này dựa vào ý nghĩa của xác suất có điều kiện ha, chúng ta tính được. Thì kết quả nó sẽ là B cộng D trên cho, nhớ là cái bình lúc này có B cộng D cộng R quả bóng. Dưới đây cũng vậy, B cộng D cộng R. Vậy là xác suất để cái quả bóng thứ hai là màu xanh khi biết quả bóng thứ nhất màu xanh chính là B cộng D cho B cộng D cộng R. B cộng D trên cho B cộng D cộng R. Tương tự như vậy, ta nhìn cái phần được đánh dấu màu đỏ. Xác suất quả bóng thứ hai là màu xanh khi biết quả bóng thứ nhất màu đỏ. Đó chính là B chia cho B cộng D cộng R. Có B quả bóng màu xanh. Trong bình có tất cả là B cộng D cộng R quả bóng. Nhân cho B trên cho B cộng D cộng R. Ta thu gọn lại thì chúng ta sẽ có được cái con này nè. Nó bằng bằng B trên cho B cộng R. Nó không phụ thuộc vào D ha. Chúng ta có tử nó chính là B nhân cho B cộng D nè, cộng cho RB nè, chúng ta đặt B làm tử chung thì chúng ta sẽ có được tử nó chính là B nhân cho B cộng D cộng R, nó sẽ dạng ước với B cộng D cộng R những mẫu. Thì ra kết quả như thế này. Còn cái trường hợp cái xác suất thứ hai thì chúng ta tìm cái xác suất để quả bóng thứ nhất là quả bóng màu xanh khi biết quả bóng thứ hai là quả bóng màu xanh. Cái kết quả này nó khá là ngược ngạo ha. Kết quả của sự kiện xảy ra sau nó đã có rồi, đã biết rồi, nhưng kết quả của bóng kết quả của sự kiện xảy ra trước nó chưa có. Thì lúc đó ta sử dụng công thức Bayes để chúng ta chuyển đổi thông tin và chúng ta chuyển từ cái thông tin ngược thành cái thông tin thuận ha. Chúng ta áp dụng công thức Bayes. Chúng ta cần tìm xác suất
x1 với điều kiện x2, tức là xác suất cái quả bóng thứ nhất là quả bóng màu xanh, khi biết quả bóng thứ hai là quả bóng màu xanh ha, thì dùng công thức base chúng ta sẽ có được này chính là xác suất x1 nhân cho xác suất x2 với điều kiện x1 chia cho xác suất kiểm tra lại đúng rồi, chia xác suất x2 xảy ra. Gần như chúng ta đã có tất cả ha, nhớ đây chính là xác suất x2 xảy ra x2 với điều kiện x1. Còn xác suất x1, xác suất x2 này thì chúng ta thay vào chúng ta có được kết quả ha. Rồi, xác suất x1 xảy ra nó chính là b trên cho b cộng r, đây là dấu con số chính ha, nhân cho xác suất x2 với điều kiện x1 chính là b cộng d, nhân cho b cộng d cộng r. Xác suất x2 xảy ra chính là b nhân cho b cộng r. Ta thu gọn ha, thì kết quả nó chính là bằng b cộng d trên cho b cộng d cộng r. Vậy chúng ta đã giải quyết được cái bài toán chiếc bình của Boolean, cũng khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần quản lý cái sơ đồ này, chúng ta sẽ tính được các xác suất có điều kiện ha, không sẽ không bị rối.